Hiếu Hải Sản mến chào cả nhà thân yêu của Hiếu. Và ngày hôm nay Hiếu Hải Sản sẽ hướng dẫn cho cả nhà một món ăn vô cùng ngon, bổ dưỡng nhưng mà cực kỳ đơn giản, với món vẹn xanh New Zealand nướng mỡ hành. Nguyên liệu của mình gồm: thứ nhất là vẹn xanh, cả nhà nhìn vẹn xanh nha. Đây, nguyên liệu thứ hai là gồm hành lá. Và nguyên liệu thứ ba gồm dầu. Vẹn xanh sau khi đã sơ chế và rửa sạch để ráo là cái con vẹn xanh như thế này nha. Đây, Hiếu cho lên là nướng. Hiếu xếp lên là nướng nha. Đây, Hiếu xếp vẹn lên sau khi đã rửa sạch. Và hành lá sau khi đã rửa sạch thì Hiếu cắt nhỏ. Hiếu cắt hành lá nhỏ nha cả nhà nha. Hiếu bỏ vào trên con vẹn trước. Với cái cách nướng như thế này mình không cần phải tao mỡ hành như cả nhà, mình làm trực tiếp luôn. Mình cho hành lá vào từng con luôn. Mình cho vào từng con nha. Rồi, sau đó mình lại cho dầu ăn vào từng con luôn nha. Với cái cách nướng như thế này thì rất là phù hợp với những bữa ăn gia đình, với những cái tiệc mà gia đình đơn giản, hoặc là tiệc bạn bè, hoặc là tiệc ăn cơm với ba mẹ, hoặc là tiệc ăn với con cái thì rất là đơn giản. Mình ngồi trong bàn ăn mình để mình nướng luôn nha cả nhà. Như vậy nó vừa ngon mà nó lại vừa. Hiếu dùng cái lò nướng này rất là tiện. Cái này gọi là cái vỉ nướng á cả nhà. Cực kỳ tiện luôn. Vỉ nướng bằng điện cực kỳ tiện luôn. Vẹn xanh hiện tại bên Hiếu Hải Sản đang cung cấp đó chính là vẹn xanh New Zealand. Cái sản phẩm mà Hiếu đang làm đó là vẹn xanh New Zealand Organic. Hiện tại Hiếu đang cung cấp hai dòng. Dòng thứ nhất là vẹn xanh New Zealand, size của nó khoảng từ dao động từ 30 đến 35 con một ký, với giá là 280.000. Còn cái sản phẩm mà Hiếu đang nướng, đang dùng để chế biến món ăn thì này là gọi là vẹn xanh New Zealand Organic, với cái size khoảng từ 20 đến 25 con một ký. Khi nào cả nhà có nhu cầu về tiệc tùng gia đình nè, biếu tặng người thân, đối tác gia đình thì hãy gọi phone cho Hiếu với số điện thoại là 0913 555 437, hoặc là vào website của Hiếu, hiếuhảisản.com, hoặc là Facebook hiếuhảisản.com nha cả nhà. 7 phút đã trôi qua rồi, cả nhà có nhìn thấy không? Dầu với lại hành nó đang chín nè cả nhà. Đó, mình chỉ cần thấy dầu và hành thơm và cái con vẹn nó hơi nóng lên là mình đã dùng được rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ là đã 7 phút trôi qua, Hiếu tắt lửa nha. Rồi, vẹn xanh New Zealand nướng mỡ hành cực kỳ đơn giản nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Cực kỳ nhanh, cực kỳ đơn giản luôn. Cái này, sản phẩm này mình làm món này chỉ mất khoảng từ 5 đến 7 phút là mình có một món ăn rồi. Rồi sau đó bây giờ mình để mình trang trí này nha. Ăn ngon không những là sản phẩm chất lượng ngon mà còn nó cũng phụ thuộc một phần vào cái cách mình trang trí cái sản phẩm nữa nha cả nhà nha. Thơm quá. Đi kèm với cái món ăn vẹn xanh nướng mỡ hành như thế này thì mình dùng kèm với muối ớt xanh nha cả nhà. Cũng chia sẻ với cả nhà chút xíu, muối ớt xanh á, hiện tại á bên Hiếu Hải Sản cung cấp á, là gọi là một, nó là một trong những cái nước chấm mà gọi là xịn sò nhất của Hiếu á cả nhà. Thì Hiếu không, muối xanh bên Hiếu không dùng để bán nha cả nhà, mà làm riêng, chế biến riêng và đặc biệt dành tặng riêng cho tất cả các khách hàng mà mua sẵn. Và món vẹn xanh nướng mỡ hành này mình dùng chung với muối xanh là cực kỳ ngon nha cả nhà. Và cũng chia sẻ với cả nhà một chút xíu, Hiếu Hải Sản có một cái nước sốt gọi là pháp bảo trứng sơn của Hiếu, để dùng cho tất cả các loại hải sản, mình hấp nè, mình chiên nè, mình nướng nè, đều dùng được hết nha cả nhà. Và đặc biệt với muối xanh này Hiếu làm riêng để dành tặng cho tất cả các khách hàng thân yêu của Hiếu khi mua sản phẩm bên Hiếu nha. Dành tặng chứ không bán nha cả nhà. Chỉ với khoảng 5 đến 10 phút mình vào bếp đã có một món ăn bổ, ngon và đặc biệt nhanh nữa nha cả nhà ha. Chúc cả một lần nữa Hiếu cảm ơn cả nhà đã xem những cái video của Hiếu. Chúc cả nhà ngon miệng và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần tới.